Khoảng 1 giờ chiều, ngày 24 tháng 2 năm 2020, cảnh sát Florida nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. My boyfriend is dead. No, tell me exactly what happened there. My boyfriend and I were playing last night, and I put him in a suitcase and we were playing. And like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. Is he awake at all? Is he conscious at all? No, he's purple. Is he breathing? No. Người gọi là Sarah Boone. Cô sống với bạn trai là George Torres trong một căn hộ ở Winter Park, Florida. Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy Torres đang nằm trên sàn nhà ở phòng khách. Bên cạnh là chiếc vali màu xanh đã lấy mạng anh ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn tôi đang chơi xếp hình. Rồi bọn tôi gắn mấy bức hình mới lên tường. Bọn tôi đang rất vui vẻ, nhưng mà bọn tôi cũng uống chút rượu nữa. Thế rồi bọn tôi quyết định chơi trốn tìm. Rồi anh ấy chui vào vali. Cô bỏ anh ta vào vali hả? Không, là anh ấy tự chui vào. Anh ấy nghĩ đó là một trò vui. Và tôi nghĩ ok, tôi cũng đùa theo anh ấy một chút. Nhưng rồi tôi ngủ quên mất. Cái vali đâu rồi? Vẫn ở đó. Ai đã kéo khóa vali lại? Là tôi. Nhưng tôi ngủ quên mất. Ok ok, không sao. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thôi. Tôi ngủ quên mất. Tôi không biết là anh ấy bị ngạt, bị suy tim hay là bị cái gì. Cô ngủ ở đâu? Ở trên lầu. Phòng ngủ á hả? Yeah. Tôi quên bén mất là anh ấy vẫn còn ở trong vali. Chuyện này không phải là do tôi cố ý đâu. Sarah giải thích với cảnh sát là cô ấy và Torres uống rượu vào tối hôm trước đó. Rồi họ quyết định chơi trốn tìm. Không rõ ý tưởng chui vào vali trốn là của ai, nhưng cả hai đều cho đó là một ý hay và Torres đã chui vào chiếc vali trong khi Sarah giúp anh ta khóa chiếc vali lại. Sarah nói là Torres có để hai ngón tay ra ở bên ngoài nên cô nghĩ là anh ta có thể tự mở khóa vali được. Sau đó, Sarah lên lầu và ngủ thiếp đi. Khi Sarah tỉnh dậy, cô không thấy bạn trai mình đâu. Sarah bước xuống lầu thì thấy Torres vẫn nằm trong vali và đã chết. Kết quả giám định pháp y cho thấy Torres đã bị mắc kẹt trong vali trong 11 giờ và anh ta bị chết vì ngạt thở. Trên người Torres cũng có nhiều vết bầm tím trên mặt và một số vết trầy xước ở vai và cổ. Torres có 3 người con và đã ly dị vợ. Vào thời điểm xảy ra vụ án, cả Sarah và Torres đều 42 tuổi. Cả hai đều không có nghề nghiệp ổn định, hay uống rượu và thường gặp rắc rối với pháp luật. Hai người đều bất ổn cả về tâm lý lẫn tài chính. Họ thường xuyên cãi vã và bạo hành lẫn nhau. Cảnh sát đến căn hộ của họ như cơm bữa. Tháng 7 năm 2018, Sarah gọi điện báo cho cảnh sát là Torres đã lôi Sarah lên lầu và đạp vào người cô vì anh ta đã lên cơn ghen sau khi cô ta nói chuyện với một người đàn ông khác ở quán bar. Thế nhưng, câu chuyện của Torres lại hoàn toàn khác. Anh ta kể là chính Sarah mới là người đã xông vào bóp cổ anh ta và anh ta đã phải đá cô ta ra để tự vệ. Kết quả là cả Sarah lẫn Torres đều bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Dù vậy, cả hai đều không muốn khởi kiện nhau. Vài tuần sau, hai người lại làm lành và vụ việc dần trôi vào quên lãng. Năm 2019, Torres lại bị buộc tội tấn công Sarah trong 2 lần khác nhau. Trong cả 2 lần, cảnh sát lại đến nhà cặp đôi và lại nghe một câu chuyện cũ. Sarah khóc lóc kể rằng Torres lại đánh đập cô ta sau khi cô chất vấn anh ta về chuyện anh ta đang ngoại tình với một người phụ nữ khác. Lần này, Torres đã bị đi tù, nhưng anh ta cũng sớm được thả ra với điều kiện là anh ta phải kiêng rượu và không được làm phiền Sarah nữa. Dù hai người ở trong một mối quan hệ cực kỳ độc hại và sống trong một vòng quay bạo hành, họ vẫn chọn ở cùng nhau. Tại sao lại như vậy thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu được lý do. Cảnh sát đã tịch thu điện thoại của Sarah và yêu cầu cô ta phải đến đồn để thẩm vấn. Lời khai của Sarah không nhất quán, lúc thì cô ta nói là họ uống rượu nhưng không hề say. Lúc sau thì cô ta lại nói là vì cô ta say quá nên mới ngủ thiếp đi mà quên thả Torres ra. Khi cảnh sát hỏi tại sao trên người Torres có nhiều vết xước và bầm tím thì Sarah giải thích vết bầm là do anh ta bị ngã xe đạp vài ngày trước đó, còn vết xước bị gây ra do hai người làm tình. Một người hàng xóm báo với cảnh sát rằng khoảng sau nửa đêm ngày 23 tháng 2, họ nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ căn hộ của Sarah, nghe giống như một vật gì nặng rơi xuống cầu thang. Một số người nghi ngờ có thể Sarah đã đẩy chiếc vali có Torres trong đó xuống cầu thang, nhưng cảnh sát không thể chứng minh được điều này.
Cảnh sát nghi ngờ Sarah vì nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, khi Sarah phát hiện ra bạn trai mình vừa qua đời, cô ta không có vẻ đau đớn và hoảng loạn. Khi gọi điện báo cho cảnh sát, giọng Sarah có vẻ rất lạnh lùng và vô cảm. My boyfriend is dead. Thứ hai, khi cảnh sát đến hiện trường, Sarah không tỏ vẻ đau buồn. Bạn trai cô vừa qua đời, nhưng Sarah dường như chỉ quan tâm đến bản thân mình. Cô khăng khăng là cô khát nước và đòi vào nhà để lấy nước uống. Tôi cần uống nước. Tôi để chai Dr. Pepper ở trên bàn. Ok, đợi chút. Làm ơn, tôi cần uống nước. Cho tôi chai nước ở trên bàn được không? Chúng tôi không thể lấy bất cứ thứ gì ra khỏi ngôi nhà lúc này. Có một điểm kỳ lạ là Sarah nói ngay với cảnh sát là chắc chắn bố mẹ của Torres sẽ nghĩ cô ta là thủ phạm giết hại anh ta. Các người sẽ nói gì với bố mẹ anh ấy? Chúng tôi nói với họ sự thật thôi. Họ sẽ nghĩ là tôi giết anh ấy. Tại sao? Họ lúc nào cũng nghĩ như vậy. Vì họ không muốn anh ấy ở cùng tôi. Điều này chứng tỏ Sarah chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không có nhiều tình cảm cho người bạn trai xấu số vừa mới qua đời. Trong quá trình thẩm vấn, Sarah bộc lộ dấu hiệu của một người luôn muốn kiểm soát và điều khiển người khác. Sarah khoe khoang là cô ta luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực, còn Torres là một người đàn ông tồi tệ, vũ phu. Thứ tư, Sarah đã hoàn toàn quên rằng trong điện thoại của Sarah có hai đoạn video do chính cô ta ghi lại. Hai đoạn video này đã trở thành bằng chứng đanh thép nhất chống lại cô ta trước tòa. Vậy là cô không nhớ mình đã ghi lại bất kỳ video nào vào Chủ nhật. Không. Tôi muốn cho cô thấy đoạn video mà chúng tôi tìm thấy trong điện thoại của cô. For everything you've done to me. Sarah. Fuck you. Sarah. Fuck you. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it out. Sarah. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. Oh. That's what Sarah. I feel like when you chingle me. Sarah. I fuck can't you. Breathe, Sarah. Yeah. Đoạn video dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh Torres đang bị khóa trong chiếc vali và cầu xin Sarah thả anh ta ra vì anh ta không thở được. Trong khi đó, Sarah ngồi trên ghế ở gần đó, rõ ràng đang tận hưởng cảnh Torres bị tra tấn. Mặc dù Torres đang trở nên ngày càng hoảng sợ, lúc năn nỉ, lúc gào thét, cầu xin Sarah thả anh ta ra, nhưng Sarah vẫn mặc kệ anh ta, nhìn chiếc vali lắc lư qua lại. Sarah đã lật úp chiếc vali, khiến cho Torres càng khó thở. Và dù cô ta khai rằng Torres để hai ngón tay ra bên ngoài vali, nhưng đoạn video cho thấy chiếc vali bị khóa chặt và Torres hoàn toàn bị mắc kẹt. Chỉ cho tôi thấy ngón tay của anh ấy ở đâu. Đây là điểm cuối rồi. Tại sao anh ấy nói là anh ấy không thở được? Và anh ấy đẩy chiếc vali lên như thể anh ấy không thoát ra được. Chúng tôi không thấy cái lỗ hay ngón tay nào cả. Tôi không biết mấy người muốn tôi nói gì nữa. Sarah vẫn không chịu nhận tội. Cô ta cãi chày cãi cối, nói rằng cô ta hoàn toàn không cố ý để cho Torres bị chết ngạt. Sarah nói là cô ta nghĩ Torres chỉ đang làm quá lên nên cô mới mặc kệ anh ta ở đó và bỏ lên lầu. Sarah hoàn toàn không nhớ gì về việc cô ta đã quay lại hai đoạn video này. Cô có nhớ cô quay đoạn video đó không? Không. Tại sao vậy? Tại vì tôi uống rượu. Nếu không có hai đoạn video này, cảnh sát có lẽ đã không thể buộc tội cô ta. Vụ án gây khá nhiều tranh cãi trong dư luận. Một số người cho rằng có thể đây chỉ là một vụ tai nạn và Sarah đã say xỉn và ngủ quên. Nhưng đa phần mọi người đều tin rằng Sarah luôn âm thầm căm hận Torres và cô ta đã nắm lấy cơ hội trả thù Torres trong khi anh ta bị kẹt trong chiếc vali. Sarah bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2020 và bị buộc tội giết người cấp độ 2. Cô ta hiện đang ngồi tù, chờ ngày xử án.